Vô đây lẹ lên thèn, mày làm gì đứng trước cửa hoài vậy? Bước. Nhưng mà nhìn nó sao sắc mặt thấy ghê quá. Không biết nó có làm gì tôi không? Mặt giống như bị bỏ đói 8 tháng vậy. Thôi không ơi, tôi đi à. Mắt cậu lá quên lộn nhau lắm. Mèo ơi, có thể cho mình đi vô toilet đái cây được không? Đi vô đi. Cảm ơn. Biết mày hết. Đi đái cũng cho nữa là sao? Đáng vừa thôi nha mèo. Đừng tưởng nhỏ con tao mà tao sợ mày nghe. Đừng để tao phải bùng phát nghe. Ui giời. Anh bước mình. Em mắt đẻ quá. Em leo lên đĩa cái, em xuống liền. Cho phép em nghe. Đi lên đi, ai nói gì đâu. Vậy em bước lên đây. Đừng làm em giật mình. Bấm lên gây. Cuối cùng cũng dây ra cho được. Để nhịn lâu lắm rồi đó. Mày nói không mẹo? Nó giỡn làm thiệt hả cha? Tao không thích giỡn. Vô mày. Ê, thôi thôi, giỡn mà. Mình là bạn mà phải không? Hôm qua con mèo nó nói xấu con là đồ không có trứng giái. Giờ con tính làm sao? Để con ra nói chuyện với nó. Mà im hoài không nói gì, riết nó làm lừng. Thì đi đi. Ê, mèo, hôm qua nói gì? Nói gì mày? Trời ơi, cái coi. Hôm qua mày nói tao là đồ không có trứng giái phải không? Rồi sao? Thì mày nói đúng, tao bỏ qua. Mày có súng vậy chứ, thứ lòng thòng cắt rồi. Thôi bỏ đi em chủ, mấy thằng này nó lầy lắm. Cái chỉ mắc công. Vậy thì bắt buộc phải lầy hơn tụi nó. Đừng có ở đó mà tự trách mình. Muốn làm giàu thì gian phải lớn. Lớn. Mà đầu tiên muốn làm lớn thì phải biết lầy. Mà muốn lầy thì phải lăn ra mấy cái dũng sình nhiệt tình cho tao. Không, lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui. Lăn làm sao mà mọi người không thấy mày luôn á. Đó, lúc đó thì mày đã thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Để cập nhật video mới thường xuyên, các bạn có thể nhấn subscribe. Để xem ảnh đẹp trai của mình, các bạn có thể vào facebook.com/thánhlồngtiếng. Và để cập nhật thêm nhiều video vui hơn, các bạn có thể vào website thánhlồngtiếng.xyz. Xin cảm ơn các bạn.